Chào mừng các em trở lại chương trình dạy học trực tuyến môn giáo dục thể chất lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Thì thầy xin tự giới thiệu với các em, thầy tên Nguyễn Quốc Đỉnh, là giáo viên dạy chuyên môn giáo dục thể chất trường tiểu học A Hòa Bình thuộc phòng giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các em cái chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản tuần 18 bài 4 vận động phối hợp của thân mình. Ôn: gập thân sâu, ngửa thân ra sau, nghiêng thân sang trái phải, xoay thân sang trái phải. Trò chơi: lăn bóng luồn hoặc chuẩn. Về mục tiêu thì các em phải đạt được các mục tiêu sau. Một là các em biết và thực hiện được các tư thế vận động phối hợp của thân mình, từ đó vận dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Hai là nâng cao năng lực phối hợp làm việc theo nhóm, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình tập luyện. Ba là tự giác, năng động, có ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể khi tham gia tập luyện và khi tham gia các trò chơi vận động. Về địa điểm và thiết bị. Về địa điểm thì sân của gia đình, phòng tập trong nhà hay là một khoảng đất rộng, tùy vào điều kiện mỗi em mà chúng ta chọn vị trí tập luyện cho thích hợp. Về thiết bị thì các em mặc trang phục gọn gàng, dễ vận động. Thầy và các em cùng vào hoạt động khởi động nha các em. Các em xem đoạn video clip và khởi động theo thầy nhé. Các em vừa vỗ tay nè, vừa dậm chân. Các em vỗ tay to lên nè. Các em dậm chân nâng cao đùi lên. Khởi động đã kết thúc, các em có thấy cơ thể của mình nóng lên chưa nào? Các em thân mến, chúng ta vào cái hoạt động kiến thức. Thì thứ nhất là thầy và các em cùng ôn lại tư thế gập thân sâu. Các em xem đoạn video và cùng thực hiện theo thầy nhé. Tư thế gập thân sâu, chuẩn bị. Hai chân đứng rộng hơn vai, đứng thẳng, hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Gập thân sâu, bắt đầu. Mắt nhìn xuống, cúi đầu với các em thôi.
chúng ta trở về tư thế chuẩn bị. Bắt đầu. Gập hăng sâu. Đầu cuối nha các em. Thôi. Các em thực hiện rất là tốt. Thầy có lời tuyên dương nói với các em. Thứ hai là thầy cùng các em ôn tiếp cái nội dung là tư thế ngửa thân ra sao. Các em cũng xem đoạn video clip và thực hiện theo thầy nhé. Tư thế ngửa thân ra sao. Chuẩn bị. Hai chân đứng thẳng, rộng hơn vai. Hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Ngửa thân ra sau, bắt đầu. Từ từ ngửa thân ra sau. Đầu ngửa. Hai hông căng thẳng. Thôi, trở về tư thế chuẩn bị. Sao? Bắt đầu. Thôi. Các em thực hiện rất là tốt đó các em. Thứ ba là ôn lại tư thế nghiêng thân sang trái, phải. Thầy và các em cùng thực hiện nhé. Tư thế nghiêng thân sang trái, phải. Chuẩn bị. Hai chân đứng thẳng, rộng bằng vai. Hai tay chống hông, mắt nhìn thẳng. Nghiêng thân sang trái. Bắt đầu. Mắt nhìn thẳng nha các em. Mũi chân chúng ta không được nhón gót. Thôi. Nghiêng thân sang phải. Chuẩn bị. Bắt đầu. Mắt nhìn thẳng nha các em. Thôi. Thầy thấy các em thực hiện rất là tốt. Thầy cũng có lời tuyên dương đối với các em. Thứ tư là thầy và các em cùng ôn lại tư thế xoay thân sang trái, phải. Các em xem đoạn video clip và cùng thực hiện theo thầy nhé. Tư thế xoay thân sang trái. Chuẩn bị. Hai chân đứng rộng bằng vai.
đứng thẳng, hai tay chống hông, xoay thân sang trái, bắt đầu. Mắt nhìn thẳng nha các em. À, mũi chân chúng ta không xoay. Thôi. Xoay thân sang phải, bắt đầu. À, chúng ta xoay từ từ sang phải, mắt nhìn thẳng. Mũi chân không xoay, giữ nguyên. Thôi. À, thầy quan sát thấy các em tập luyện rất là tốt. À, thầy có lời tuyên dương đối với các em. À, chúng ta đã ôn từng tư thế. À, kế tiếp là thầy và các em cùng ôn phối hợp lại 4 động tác nha các em. À, các em xem đoạn video clip và thực hiện theo thầy nhé. Gặp thân sâu, chuẩn bị. Bắt đầu. Đầu cuối. Thôi. Thực hiện lại, bắt đầu. Thôi. Hai là tư thế ngửa thân ra sau, bắt đầu. Thôi. Thực hiện lại lần nữa, bắt đầu. Thôi. Ba là nghiêng thân sang trái, chuẩn bị. Nghiêng thân sang trái, bắt đầu. Mắt nhìn thẳng nha các em. Thôi. Nghiêng thân sang phải, bắt đầu. Gót chân chúng ta không được nhón nha các em. Thôi. Bốn là xoay thân sang trái, bắt đầu. Mũi chân không được xoay. Thôi. Xoay thân sang phải, bắt đầu. Thôi. Vừa rồi thầy quan sát thấy các em tập luyện rất là tốt 4 tư thế này. Các em phải tập luyện thêm 4 lần như thế nha các em. Một số lưu ý. Khi nghiêng người sang trái, phải, các em không được xoay người, lệch mặt phẳng thực hiện động tác, mũi chân không được nhón. Khi vặn người sang trái, phải, mũi chân không được xoay hướng thân người, xoay người theo hướng nghiêng của cơ thể. Kế tiếp thầy sẽ cùng các em thực hiện lại cái trò chơi lăn bóng luồn hoặc chuẩn. Mục đích là giúp các em nâng cao sự linh hoạt, khéo léo, khả năng phản xạ và phối hợp vận động. Rồi chuẩn bị cho em chuẩn bị bóng nhỏ và cọc chỉ dẫn cùng với phấn. Thầy sẽ hướng dẫn lại cách chơi nha các em.
Các em xem hình nghe cách chơi nhé. Chúng ta chia làm hai hoặc ba nhóm, tập trung theo hàng dọc. Em ở đầu hàng, sẽ dùng tay lăn bóng qua ba hoặc bốn quả chuẩn, cách nhau 1 đến 1,5 mét để về đích kẻ sẵn. Khi tới đích, em cầm bóng chạy về vị trí xuất phát và giao bóng cho bạn tiếp theo để tiếp tục thực hiện tương tự. Nhóm nào có bạn cuối cùng lăn bóng về trước là nhóm đó thắng cuộc. Các em có nhớ cách chơi chưa nào? Rất là tốt. Các em cùng thầy tham gia chơi trò chơi nhé các em. Rồi, chuẩn bị nè. Chuẩn bị. Bắt đầu. Nhanh chóng lăn bóng vòng qua hoặc chuẩn. Cẩn thận nha các em. Chúng ta không được làm xê dịch hoặc chuẩn đó. Vòng qua, còn một hoặc chuẩn nữa. Vòng qua. Rồi nhanh chóng chạy. Vòng về. Giao cho bạn thứ hai. Rồi bạn kế tiếp sẽ thực hiện giống như bạn đầu hàng. Rồi bắt đầu. Rất là tốt. Vòng qua các vật chuẩn. Cẩn thận, cẩn thận. Rồi, cầm bóng chạy vòng qua đích và chạy về. Xong. Thầy thấy các em thực hiện rất là tốt. Thầy có lời tuyên dương các em. Tiếp tục là thầy và các em cùng thực hiện thả lỏng nha các em. Vận dụng. Các em nghe thầy đọc câu hỏi và các em trả lời nhé. Hình nào thể hiện tư thế xoay thân? Hình 1, hình 2, hình 3 hay là hình 4? Các em trả lời đi nào. Vâng, đó là hình 3. Thầy xin chúc mừng những em có câu trả lời đúng. Trong mùa dịch, các em phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe. Thầy xin chào các em.